Chào mọi người. Hôm nay các bạn ơi, hôm nay anh em mình Huỳnh ngồi trong khách sạn. Mấy anh em vừa mới đi chợ về không biết cái làm gì trơn, ăn uống xong về cái bắt đầu cái mấy anh em trong khách sạn ngồi nhâm nhi thử cái con tôm hùm của bên men như thế nào. Thấy tôm hùm nó còn tươi đó. Rồi ba anh em làm ba con về khách sạn ngồi nhâm nhi để tâm sự về vấn đề cuộc sống của cháu nị hiện tại. Thấy rồi cũng bình yên rồi đó. Thôi để anh đặt cái máy xuống rồi vô bàn ngồi tâm sự luôn ha. Yeah. Xin mến chào đến gia đình quay lại trên YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay các bạn thấy ba anh em thấy ấm cúng không? Ngồi với ba tâm hùm ở trong khách sạn men. Ngồi trong nhà mà thấy dùng không? Trong nhà mà phải tắt máy lạnh để mới ấm lại chứ còn không tắt là thua. Đúng rồi, men thì chắc lẽ Bình Huỳnh nghĩ là năm này đi lạnh sớm hay sao mà Bình Huỳnh thì cũng ở xứ lạnh. Qua đây mình phải đi ra ngoài phải mặc áo lạnh các bạn. Mà có gió nữa nè. Yeah. Trời bữa nay âm mưa. Đó là lần đầu tiên hai em mình đến đây. Mình cũng lần đầu tiên đến cái bang này. Nhìn thấy mỗi cái tiểu bang họ cũng có một cái cách sống, cái phong tục của mỗi bang có cái rất là hay. Ở đây thì cái nhịp sống họ nhẹ nhàng. Đất thì rộng mà người thì thưa. Tại cái thành phố mà cháu đang học đây. Nhưng mà anh em Bình Huỳnh rất vui là sáng nay lên trường. Như các bạn thấy trên cái video trước đó, Bình Huỳnh đến thăm cháu trong cái trường rồi tham quan hết những chỗ ở sinh hoạt của cháu. Thầy cô, rồi các bạn học sinh ở đó, các em nhỏ đó rất là thân thiện. Họ giúp đỡ nhau. Hầu như là trường học này đó các bạn, là các em học sinh đến từ Hàn Quốc nè, rồi các nước Âu Châu, Tây Ban Nha, nói chung là hầu như là các nước đến học ở đây rất là nhiều. Đúng rồi. Các em cũng còn nhỏ đó, cho nên họ rất là thân thiện, sinh hoạt với nhau rất là hòa đồng. Mình thấy mình cũng đỡ lo. Mấy cô giáo sáng cô lắm dễ thương ha. Dạ. Rồi bây giờ anh em mình trưởng ở trong đó đó. Cô đó là chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Bây giờ anh em mình vừa ăn đi. Ăn cái tôm hùm cho nó tươi ngon. Tôm hùm này các bạn biết, ba anh em vô chợ xong xuôi cái thấy bơi bơi như vậy đó thì như chú Mười nói năm tôm hùm của men này nó ngon lắm nè. Mình lại hỏi anh bán ok rồi anh ta làm giùm cho mấy anh em, anh hấp luôn ha. Mấy anh em đi chợ một vòng xong quay lại lấy mình mua ba cái đồ linh tinh như trái cây rồi quýt rồi đủ hết á, chip rồi tất cả các loại đó để mình ăn. Tại vì anh em ở đây nhiều ngày mà ở đây mình đi nhà hàng thì cũng hơi có, xa không phải có mà có một quán à, có một tàu. Của tiệm người Tàu, mấy em mình thì không có thích nghi với đồ Mỹ cho nên sáng anh em ăn đồ Tàu xong cái bắt đầu của mình order mình tu go mình cẩu về để ăn đồ Tàu hoài thì cũng ngán hết. Chị ăn 77 là cũng xong 77 vậy đó các bạn. Đi chợ mình mua hết cũng như là mình ở cái nhà mình đại khái mấy ngày ở đây thì anh em mình cố gắng mua cho nó đầy đủ nhưng mà cũng không thiếu mì gói ha. Mời đại gia đình vào bàn thưởng thức món này với anh em mình được nha. Hôm nay trong ánh sáng là trong này nó hơi bị thiếu ánh sáng chút xíu, mọi người thông cảm. Này không có cái đồ kẹp chứ anh. Thì thôi bây giờ anh em mình tự tiện đi. Mình ăn tới đâu mình hay tới đó. Cắn mẹ răng. Không cơm này cũng mấy rồi. Mà hai người em của mình rất là may mắn được đi tới ngay trường của con mình. Mà chứng kiến cái cảnh gây nơi ở của con mình như thế nào, nó mặn sẵn là nước muối mà nó còn đúng là nuôi một người con không phải là chuyện đơn giản thường phải không. Dạ. Hy vọng các cháu cố gắng đền ơn ba mẹ và bằng cách là cố gắng học hành ngoan ngoãn, lễ phép. Tại vì đang còn bơi mà. Bơi luôn. Để cho ba mẹ có tinh thần để mà hăng say, để mà cố gắng đi cày nữa để mà đáng nuôi con cho đi tới nơi tới chốn. Chất lượng đó. Chất lượng này. Wow. Thôi Bình Huỳnh xin mời đại gia đình của mình.
ăn thấy nhìn thấy nó bự mệt nên thử cái càng của anh. Cái càng nó mẹ răng á, cái này khơi ra nên ngâm làm được chưa đấy, sạch xuống nữa rồi như thế đây này, có cái kéo hay gì anh? Xoáy nó ra, nói chung mình tâm hồn thì nó vui vui, mình ăn cái miếng thịt ở trong vậy thôi chứ không phải nhìn thì nó cầu kỳ vậy đó, biết không? Nó được hai cái càng với cái mình làm kìa, hả? Nó được chút hai cái càng với cái mình với cái chân này là bỏ rồi. Đúng rồi. Nhưng mà ngon. Ngon như Tết. Ngon thì nó tươi mà. Sao ở đây đúng không? Đó, bắt đầu em kéo nó ra là em tự. Okay. Đúng rồi, ở đây là ví dụ như phải có cái quán ha, cái quán chuyên về cái này mới đúng chứ ta. Bởi vì như cái câu thì này nó cái số lượng của người dân là họ bản xứ ở đây họ ít quá, rồi họ cũng không có cái nhu cầu đó. Thì thường những người bản địa bản xứ người ta mua về người ta làm này, còn người ta muốn thì người ta xuống chỗ phố đâu thao rồi chấm cái ớt lên cho mình. Cái này nè, cái này không chấm luôn á, tại những cái nước muối trong con này không mà lên. Nó có cái cây cay một chút đó là em chấm cho nó ngon ngon, rồi em ăn cái miếng dưa leo cho nó đỡ ngán. Không thiếu đồ, thiếu gấp đi, không đồ thiếu thằng Linh. Cái này tại vì không biết ăn gì mua về ăn đại. Không ăn cái này là cũng được rồi, chạy đại vậy. Có miếng dưa leo cho nó chua chua cũng hơi dễ ăn lắm. Bình thường qua đây Bình Thuận tận mắt chứng kiến như là các em đang cháu biết. Các cháu du học sinh qua đây tội nghiệp ghê, có nhiều em như là ba mẹ cũng như là từ giả bên phía Việt Nam ha, sang thứ nhất xong cái rồi ba mẹ khóc như vậy đó, rồi con lang thang đi một mình từ Việt Nam. Mà các bạn biết mà đi đến ngay cái trường học ở đây đó phải đi ba chặng đường. Ví dụ như các bạn đi hẳn Nhật á thì phải từ Việt Nam mình bay sang Nhật, rồi Nhật á rồi mới bay về New York, rồi New York á mới bay về đây. Mà các bạn biết từ Việt Nam á mình bay qua Nhật cái chặng đường cũng 5 tiếng mấy 6 tiếng đồng hồ bay, rồi đoạn đường từ Nhật bay về đây cũng mất khoảng tầm 14 tiếng nữa, 13-14 tiếng nữa. Có con bé ở rồi bắt đầu từ New York bay về đây nữa, các bạn biết đi ba chuyến bay, mà mỗi chuyến bay là phải đổi xuống máy bay xong phải đổi và đi từ terminal này qua terminal khác. Đó là một cái trải nghiệm cho các em nhỏ mà lần đầu tiên đi học và đi xa cha mẹ, rồi đồng đời các cháu trật tự ra đời. Bình Huỳnh thấy cũng sốt, rất là sốt xa. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì trong video thì Bình Huỳnh cũng nói nếu mà các bạn như các anh chị có những hoàn cảnh mà cháu đi học phương xa như vậy đó thì cũng cố gắng mình đôn đốc tinh thần cho cháu, để cháu vững lòng tin, cháu có cái nghị lực để mà cháu lên đường đi học, biết là xa quê nửa vòng trái đất các bạn. Mà mình thấy là mẹ là gia em thương chứ, mà này cô em dâu Úc nhà ta đây coi như là dạy đó, mới gặp cô hồi sáng với chiều lại gặp là chạy tới ôm hôn, coi như là y là bé giống như là một đứa trẻ. Bởi vì người mẹ lúc nào con lớn bao nhiêu lớn như là ấu thơ của mình trong lòng vậy ha. Các em có cái cảm giác đó, anh ké được những cái cảm giác các em thì anh mới hiểu được cái người mẹ, người cha thương người con đến mức độ nào. Anh chỉ nói làm cha như tôi với hết cuộc đời này được. Đó, em nói cái câu đó xong xuôi thế nào cũng trong cô chú anh chị comment chú Mười ơi đừng có hết 3 năm hết chú Năm. Nhưng mà anh em Bình Huỳnh thật lòng mình có là thực tế các bạn. Nếu mà mình có được cái chức làm cha như vậy thì mình cảm cái cảm giác trải nghiệm nuôi một người con từ nhỏ tới lớn. Lúc nào cũng thấy nó còn chút xíu hết đúng không? Và đồng thời mình đổ mồ hôi nước mắt và đồng thời mình cố gắng mình làm, mình dành dụm cho con mình nữa chứ. Con không à, chứ không thật sự ra hai vợ chồng đâu có dám xài. Ủa nãy giờ nghe mình say mê, mình cười cười cái thấy chén nhấm đúng ngon không? Ngon không? Ngon. Con thì mấy cũng được, cái kia còn bạn thân là không dám. Đúng rồi. Con là mấy anh ăn cái đầu này béo. Vì không phải đến đây Bình Huỳnh nói với đại diện của mình là khen những người anh dâu của Bình Huỳnh, nhưng mà thực tế các bạn ơi, mấy cô em dâu của Bình Huỳnh như là sống cả đời cho con vậy đó, lam lũ, tận tiện,
thậm chí tới không bao giờ xe xua tới những cái món hàng xa xỉ, nhưng mà bao nhiêu tiền thì tấp thách vào cho con vẫn vui vẻ. Cái đó là cái điều mà Bình Huỳnh cảm thấy rất là hạnh phúc. Cha mẹ nào đưa con tới trường mà biết trường biết rồi này kia là ăn đi ăn cái này được ăn đi ăn cái này. Bỏ bê công việc làm ăn biết mấy tuần lễ cho đồ chất cứu này kia rồi đưa tới đưa lui, đi tới đưa lui nó cũng vấn đề cũng rất là quan trọng các bạn. Nhưng đây là cũng là cái hạnh phúc cho hai đứa. Mình khi mà hai đứa quay về lại Việt Nam đó thì mình làm mình cũng tạm cảm thấy mình an tâm. Đúng rồi. Là mình đã nhìn thấy tận mắt những cái gì của con mình rồi. Thì chủ yếu mình qua đây vậy mà. Không mà không có anh năm đi chuyến này tôi đuối luôn nha. Không biết gì đâu. Không biết tiếng Anh thì ôi giời tiếng Anh yếu quá chứ hello rồi chào rồi mấy thằng bà rồi xong. Cũng vui luôn các bạn. Ừ, không biết. Không có anh năm qua là chịu luôn. Thì anh làm được cái gì cho các em thì anh làm với khả năng của anh. Phải về chuyến này phải đi học á. Đi học ha, hai vợ chồng đăng ký học ha. Rồi còn đăng ký học. Học online. Học đếm được trăm đô là qua đây được rồi. Đếm đây một cái trăm. Từ một tên trăm. Còn nói chắc chưa được đâu. Nói lâu lắm. Rồi Duyên cũng trải nghiệm được nhiều thứ trên đất Mỹ nữa. Mình sẽ học hỏi, mình sẽ tận mắt mình thấy. Mình thấy những cái rất là hay. Thực tế. Những người rất là thực tế. Ở đây họ sống dạng gì ha? Sống này ở nhà. Em để miếng giấy cho anh. Ở đây họ có bán cái nước ớt thưa của Việt Nam. Mình mua cái ớt là ớt của người Mexico này. Chấm chua chua cũng ngon. Chấm cái chua chua cay cay. Ớt là nước gọi là ớt tàu tiêu. Thương hiệu được của Mexico. Và bình thường cũng có mua muối rồi mua tiêu luôn rồi đó các bạn. Mình xài vài bữa rồi chắc dư là biết sao đây. Đưa qua, đưa qua cho mấy cháu bên kia, mấy cháu kia không xài. Ăn cái nào cũng được không? Không con tôm này cũng nhận nó chắc thịt kia. Đang còn bơ mà. Đang còn bơ. Thủ phủ tôm hùm nó bán rẻ. Theo em á thì bữa giờ anh em mình qua đây, em qua đây cũng cả 10 ngày rồi đấy đâu. Thì anh hỏi Duyên á thì có nhận xét của em, ví dụ em trải nghiệm khi mà con em qua cái cảm giác của em, con em đi học qua đây á, mà em đưa con em qua đây em thấy em cảm giác như thế nào? Lúc đi á thì không yên tâm, nhưng mà qua đây nhìn thấy, nhưng mình nhìn thấy gì thì mình yên tâm. Còn nói về dễ dụ như mà thích hay không thích thì em nghĩ là do mấy đứa nít, nhưng mình thích cho nên thích, thì khi mà ăn thích vậy thì em nghĩ chắc nó cũng cố gắng học anh em. Thì mình cứ theo con thôi chứ bây giờ mình cũng đâu có cảm nhận gì. Đúng rồi. Nhưng mà đỡ các bạn, ở cái trường học này đó cũng có một nhóm em học sinh của Việt Nam mình à, là Bình Huỳnh lên nó thấy các cháu Đà Nẵng nè, một em nè à, ở ngoài Quảng Trị một em ha. Rồi Sài Gòn hai em, Long An, Đồng Nai hai em, hình như ba em á, cũng có Long Khánh một em nữa. Nhưng mà họ sống, họ khi qua đây rồi các bạn trẻ với nhau á, họ giống như là giúp đỡ với nhau lắm. Bây giờ giúp liền. Họ thương mến nhau lắm. Những người đồng hương xa xứ và đó các em biết là có được cùng số phận rồi đó như như cùng tâm trạng ha. Cho nên thấy thì cũng vui, sáng nay thấy các cháu dễ thương, hầu như là các cháu đó gia đình được nề nếp lớn lên từ nhỏ tới lớn đó nha. Bình Huỳnh đang ở đây đó, có cuốn video rồi mình có review sơ rất là đơn giản cả nhà. Một có một cái giường ở một cái mền, nó giống như là một cái mền lông thú vậy đó hả. Ở đằng sau là gỗ, trên là có mấy cây chèo, nó biểu tượng, nó tượng trưng cho cái tiểu bang này, và đồng thời nó phong cách rất là Mỹ, nó phối hợp giữa cái cánh tre và những cái mà classic, nó cổ điển ở trong cái vùng thôn quê nhẹ nhàng vậy đó các bạn. Thì mình thấy rất là hay. Mình thấy họ set up rồi, họ xem cái lối design đơn giản mà mình Huỳnh thấy hay.
Còn cái phong cách ở Mỹ thì cái ánh sáng của họ thì cứ vậy thôi, chỉ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Ừ. Người ta xài đèn vàng nhiều. Đúng rồi. Ảnh cưa cái ấy lên giống như trầm bông vàng vậy đó. Thấy không? Đó rồi bắt đầu đóng lên thì cũng đẹp. Ừ. Đơn giản hay như ha? Đơn giản. Ừ. Rồi ở đây để cho anh em bộ sofa ngồi đây, rồi sau lưng là cái tivi. Rồi bên kia là một cái tủ lạnh, một cái microwave, một cái để mà anh em uống cà phê. Rồi trong này một cái toilet rất là sạch sẽ, rất là đơn giản nhưng mà nói chung là tiện nghi. Ở đây wifi rất là mạnh, nói chung là anh em rất thích wifi rất là mạnh nữa. Nói chung là cũng mình cho đây theo mình đánh giá trên Google thì mình cho đây 4.5 sao. Trừ nửa sao là các bạn biết sao, mình trừ nửa sao không? Từ nửa sau là bắt mình phải là không người check in, là không người check in, coi như là chờ, coi như là tự động mình check in, tự động họ email cho mình những cái số code, những tất cả thứ information, mình tới đó mình bấm. Thì nếu mà mình giỏi tiếng Anh á, mình biết á thì cũng đỡ ha, còn nếu không biết thì hơi bị lúng túng. Đúng rồi. Cho nên phải cần nhân viên ở đây để giúp đỡ, hỗ trợ cho những người mà ví dụ như không biết tiếng Anh, ví dụ là những người ở nước ngoài tới đây thăm con sao? Dạ. Đó, rồi bắt đầu người ta booking như vậy nhưng mà chắc người ta cũng biết là chắc nhờ con. Nó như dân miền Tây ấy, tìm ga. Tìm ga. Ga. Tìm chết. Nhưng mà thú thật với các bạn là xưa đến giờ là Bình Huỳnh book những cái khách sạn thì chưa bao giờ mà mình book những cái khách sạn mà tự động mình đến đó, rồi tự động mình nhận phòng, tự động mình đi vô luôn, tự mình check in đó các bạn. Gọi là check in yourself. Đúng rồi, mình cũng bỡ ngỡ. Rồi cuối cùng là mình cũng nhiều lúc cũng không bị y, không check email. Email người ta đã gửi hết information, hết tin tức cho trong đó rồi. Là cái số mật mã đi vô cửa là số gì, số máy, số lên phòng vậy thôi. Mình không để ý, không biết những cái đó, mình cũng giận dữ. Rồi bắt đầu cuối cùng là mình cũng gọi điện thoại lên mà không ai bắt máy để làm message. Thì tức tắc rồi message trả lời rồi mình liền, và đồng thời người ta gửi information qua cho mình. Gửi qua nói cái số code vậy đó, đi vô cổng bấm sao sao sao, đi lên phòng số cổng bấm sao sao là mình vô. Này ở chỗ đó ngon lành anh Năm ạ? Này ở chỗ đó ngon lành, này mừng quá. Rồi này qua là coi như là hội nhập liền các bạn. Vui rồi. Rất là vui bởi vì các bạn đồng lứa mà. Rồi hầu như là các cầu ấm cô chiêu đó thì anh đã nói rồi đó. Yeah. Cái căn bản nó nề nếp từ nhỏ tới giờ rồi đó. Yeah. Thì hầu như nó vô khuôn với nhau hết. Gặp nhau nó nhanh lắm, mà các em giao lưu với nhau nhanh lắm. Mình đó thì mình lo. Mình đóng từng chút một y như đóng vô rẫy. Giờ đi qua bên đây từ trường đi bộ tới có 16 phút. Là nguyên có siêu thị to đùng, mua cái gì cũng có. Mà các cô giáo ở đó thương các em du học sinh ghê ha. Dạ. Họ trúc trực cả nhà. Rồi được có cái là có security, có cảnh sát họ giữ. Đúng rồi, cô đó cô nói là có một cảnh sát bảo vệ cái mấy đứa đó không anh. Họ trúc trực đó, trúc trực bảo vệ để coi như là ai mà coi như là cái kiểu mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp á. Dạ. Hay là như thế nào, bởi vì các em dưới vị tuổi thì thanh niên hết mà. Dạ. Cho nên nó rất là khắc khe. Cho nên thấy là bên là mấy cháu trai ở riêng một cái đơm này, mấy cháu gái ở riêng. Dạ. Để sinh hoạt chỉ có đi ra ngoài sinh hoạt thôi. Và bây giờ tới giờ thể thao các em được có cái, các em tùy theo chọn cái trò chơi gì, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, tất cả tứ ski. Rồi sáng mình có nghe cô giáo nói, cái cô mà nói đó là cô chờ cháu mùa đông tới nè, rồi cô sẽ cho các em học qua những cái ski trực tuyến, đi trên tuyết rồi vậy đó. Cũng có nhiều cái trải nghiệm cũng hay lắm, mà học hỏi được cái đó cũng hay. Phải cho cháu mình biết hết. Là phải có đứa nào có thẻ mới vô được. Đúng rồi. Đúng là cô phụ nữ đúng không? Là đúng ai có thẻ mới được vô, là quẹt cái cửa mới được vô. Không tao nó không mở cửa. Không mở cửa. Đúng rồi. Cho nên mình không yên tâm. Nhưng mình vô đâu có được đâu. Mình vô không có được. Mới có thẻ con này mới vô được. Giống như là mấy cái chung cư anh ha. Mình phải có thẻ mình mới được đi vô mấy cái chung cư đó. Mình nói gì nói á, ở đây mình phải nói về cái mà mình gọi là phân biệt chủng tộc hay là cái gì hết, nhưng mà cũng nhận phải nói cái tạm thời cũng sắp rồi, thấy không? Sáng vô trường cũng thấy ví dụ cái nhóm của người Hàn, sinh mấy cháu người Hàn chơi với cháu người Hàn,
Còn cháu Việt Nam mình thì nguyên cái băng Việt Nam, tôi tí mấy chị em mấy anh em hiểu không? Nó rõ ràng như vậy à. Đó thì bắt buộc. Đó, cái ngôn ngữ của tụi nó, quen văn hóa của họ như vậy, văn hóa của mình như vậy, không ai xúc phạm. Bây giờ ví dụ như bé này mình ví dụ nói tiếng Anh với bé người Hàn đó thì nó bè được vài tiếng thôi, chứ còn mấy đứa người Hàn với nhau thì nói chuyện tiếng của nó thì nó phải nói được nhiều hơn rồi. Nhưng mà cái lối sắp xếp của người Mỹ rất là hay các bạn nha. Họ không có sắp xếp cho hai cháu coi như là Việt Nam ở chung. Đúng rồi. Nhưng mà phải xếp đứa người Hàn, người Việt lại hoặc giả là đứa người Âu Châu, người Việt, nhưng mà phụ nữ với nhau cũng đồng trang, đồng lứa với nhau vậy đó. Nhỏ để cho hơn, hai cái nền văn hóa có thể nhỏ hơn tuổi 2 tuổi. Yeah. Ừ. Nhưng mà để cho nó cái gì, để cho vô trong nhốt với nhau đó là phải nói tiếng Anh với nhau. Hiểu yeah. nói không? Đầu đầu cái sinh hoạt của mỗi văn hóa mỗi khác. Cho nên cũng cái văn hóa của người Hàn họ dạy dạy họ nghiêm túc vậy, mình phải cố gắng, mình phải giữ. Cho nên anh em nhà Bình Huỳnh nó dặn dò cháu kỹ lắm. Rồi cháu nha, vừa sáng rồi gây cô Duyên nhà ta vậy nó lo cho cháu từng cái bịch rác, lo cho từng cái bàn chải sắp xếp. Này, cháu làm sao để nghiêm túc như vậy. Mới có 2 ngày mà nó biết rồi thế vậy. Yeah. Nhanh lắm. Sắm đống đồ đó xài trong vài năm 6 tháng chứ. Mà mình nghĩ mình đâu có nghĩ là ở sát bên được. Bây giờ bắt đầu là hai chồng cố gắng về chú tâm vô làm ăn cài để kiếm tiền, có gì đâu để kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Chứ anh thấy chi phí anh gọi là wow, chứ không phải đùa. Với một cái tiêu chuẩn mà cung cấp cho một người con đi học, anh thấy công lao của người cha người mẹ quá to lớn. Vậy anh thấy hai chồng em qua đây có dám sắm gì cho người đâu, không dám mua cái gì luôn. Mua cho nhà nữa rồi, thế thôi mua cho nhà, không phải thấy cũng đuối rồi chứ đừng mua cái đồ làm nhà thì cái đó bắt buộc phải mua rồi, không mua ở đây thì về Việt Nam cũng phải mua. Nhưng mà nói mua sắm xài là thấy cá sấu nó bò quá trời không dám chụp luôn á, là áo cá sấu nó bò đầy không dám chụp. Tại ông lũ nhưng mà không thấy vậy, ông mua cho ông 13 cái ông nói để lũ mua tặng mình. Ông mười mình đâu nói sao chứ ông mình... chuyến này là ông không có sắm đồ nữa để ông để dành tiền ông cho con à. Anh đây mình thường có cái các bạn rất là đời thường, rất là chia sẻ với cả nhà, mẹ rất là thực tế, quý vị nói luôn rất thực tế. Quý vị Bình Huỳnh vậy, chú Bùi qua đây là anh gì làm anh em Bình Huỳnh đi về Việt Nam như vậy, chú Bùi thích khen Bình Huỳnh lắm các bạn ơi, hầu như là một chỗ mọi nơi. Cho nên là chú Bùi qua đây có dịp như vậy anh em thích khen qua lại cho đó cũng rất là vui. Không phải vậy là ổn định rồi, cũng vui rồi. Vâng. Về làm thôi. Nhớ lại anh biết cái gì nữa, con bé này mình nó vui. Quan trọng là thấy con mình vui là mình vui. Chứ còn mà con mình dẫn đi tới nơi mà mình thấy nó buồn buồn là mấy mình cũng không ưng. Chứ cái mặt mấy cháu qua đây các bạn ơi, không biết sao kỳ lạ, chứ hồi tối qua Bình Huỳnh nói lên xe về, khi cháu lên xe về nhà trường rất là nhiệt tình. Thấy cô thầy là ra lốn đi xe ra rồi đồng thời lo cho các cháu, mình thấy chở một xe dễ thương ghê, chở cháu đi ăn rồi nhé. Rồi Duyên thì nó cũng cảm động lo lắng, nhưng mà cô ta về tới chỗ cái đơm đó rồi, chỗ nội trú đó rồi, lại gọi mẹ ơi đừng có lo, đây có tủ lạnh hả, có microwave, có đủ thứ. Thậm chí các bạn biết không, mua cho cháu mấy bộ mềm ra gói luôn, mình sợ cháu như vậy đó. Nhưng mà sáng nay nhà trường phát bộ rèn mềm gói thế mới. Mới can sờ ban luôn, nằm ở trong bịch ni lông. Thì Bình Huỳnh nó nói trời ơi tiền của em đóng nó đã, chi phí nó đã như vậy hết rồi, mình đừng có lo. Nhưng mà thôi giờ cho cháu 3 bộ thì cháu thay vô thay ra cũng được hết. 2 bộ mà. Trường với lại bộ mình có thay ra thay vô để giặt cái đó. Bữa qua mình mua 2 bộ mà. Mua cho ông bé kia bộ nữa. Mua cho bé kia hả? Dạ. Bé con cũng qua 1 bộ nữa. Đúng qua thế mua 2 bộ. Thì mua 2 bộ nhưng mà mua cho bé kia bộ, bé mình bộ. Rồi cũng như các anh em bên Việt Nam hôm qua cũng có anh ông anh bạn gọi qua cho chú người, anh đó cũng người Đồng Nai mình luôn, tên anh gì anh Quang à, tên Quang á à, hôm qua cũng gặp trên điện thoại nói chuyện cũng lo dễ sợ nó trời ơi không có anh chuyến đi là đuối luôn á, mới đưa con này tới sân bay về tối qua giờ 2 vợ chồng không ngủ được, không ăn được ngủ được, bỏ ăn luôn tội chứ hả. Bỏ ăn luôn. Bỏ anh biết đi. Cái hình ảnh giống như con mình mà kéo vali mà nhỏ xíu nữa mà ông bước vô khỏi khuất khỏi cái tầm mắt mình là mình thương dữ lắm. Thà mình dẫn nó qua tới đây mình tới mình thấy con mình sắp xếp ổn định gì đó, con mình vui vẻ hòa nhập với mọi người, mình vui vẻ mình đi về là cái hình ảnh vui
của con mình nó nằm trong cái đầu mình là mình về mình yên tâm mình làm, cố gắng nó phấn đấu nó học hành. Dạ. Chứ còn mà nó buồn 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 là mình đâu có tâm trí đâu mình làm. Đúng rồi các bạn. Hôm nay ở đây Bình Huỳnh mới coi như không đi tới đi lui, và nay Bình Huỳnh quyết định coi như là chiều hôm nay mấy nay Bình Huỳnh nữa thôi, mình tối nay mình chiều ăn sớm, mình no quá, các anh em mình đi mua đồ lặt vặt về, anh em mình về khách sạn ngồi chơi, anh em mình có thời gian mình chia sẻ cũng video. Bắt đầu ba anh em mới đồng ý đó chứ. Dạ. À, là mình ăn sáng tới 12:30 đúng không? Ở đây là vậy hết. Nói chung ở đây ăn ngày có một bữa. Đó chiều rồi ăn định ra ngấy rồi ra chợ mua tôm về nhà ăn luôn. Đúng. Chứ còn như là ăn đúng một bữa một. Ăn xong mới vô chỗ ông bé này chơi. Chơi xong mới đi về đây chứ. Mà các bạn biết á, sáng mà đi cố gắng mà đi tìm cơm như chú Mười. Mà tội nghiệp chú Mười gọi gái bây giờ giỏi lắm, có kiếm cho ba cái chuyện phở, cái bắt đầu cái ba làm sao mà có phở được. Bây giờ ba có tiền cũng không có phở ở đây đâu. À, không phở thì có kiếm đồ chay trên nít, à, có cơm chiên cho ba ăn. Vậy đó mà cháu cuối cùng cũng kiếm được cái tiệm chay nít, rồi gửi cái định vị qua bắt cháu chạy tới. À, kỷ niệm ha. Cũng tội, nó cũng lo. Nó lo sợ em với anh với anh Chiến là ở ngoài đây buồn. Ở ngoài buồn nó sợ nó đi vô trong đó nó học rồi, ngoài đây không có ai chơi buồn. Mai chở cháu đi. Sáng mai phải sáng mai bắt đầu là Bình Huỳnh với lại ba anh em Bình Huỳnh chở cháu đi đi làm một số công việc nữa cho xong. Một chỗ công việc cho xong để cháu bên này cháu dễ giải vấn đề về thu thập với các bạn đó, thì mình chia sẻ video mà thì ngày mai phải mở cho cháu một cái check-in nó cao mà cái nhà băng. Yeah. Để cho cháu có cái thẻ, cháu có đồng tiền cháu xài, hay là khi mà đóng tiền học ở đây cũng vậy. Thì cháu sẵn có cái cao đó thì hàng năm thì hai vợ chồng là đóng tiền học vào đó cho cháu học, và đồng thời có số tiền để cho cháu xài lặt vặt linh tinh những gì đó khi cháu cần. Nói chung là vậy đó các bạn. Còn bắt buộc thôi chứ còn cái này là không có thể như là không bắt buộc được. Và cái yêu cầu của ba mẹ là con cứ tập trung vui vẻ, bảo vệ sức khỏe và học hành. Dạ. Cho ba mẹ chỉ có vậy thôi. Thế còn nói mà đi học mà đầu tư con đi học mà ra công làm để lấy năm bao nhiêu lấy vốn thì đừng có nói, nếu không học được cái chữ vô người cho cháu nó đi người nó biết người cái đó. Con đừng có mong là con mình nó làm được bao nhiêu tiền năm đó. Đừng có bao giờ mình tính cái chuyện đó. Cứ vậy. Cho cháu con mình nó bằng người bằng ta, nó có một cái nền văn hóa, cái căn bản tốt. Để sau này cháu nó còn cái tương lai cho gia đình, con cái rồi. Cái thế hệ sau của mấy đứa nữa. Chứ giờ hai vợ chồng em làm tiền cũng chủ yếu mục đích vậy chứ làm thì tiền. Hiểu chứ. Làm tiền mục đích lo cho con. Ví dụ như con mà nó có cái kiến thức để nuôi bản thân nó thì sau này đỡ cực. Còn ví dụ như mà không có kiến thức thì làm bằng tay chân thì cực. Cho nên cố gắng vậy thôi chứ giờ sao. Đầu tư vô đó cho con tốt. Việt Nam còn hơn là các em đầu tư cái kiểu mà đừng có lo gì nữa, tụi bay đừng có lo, tao hay vợ chồng làm ăn khá lắm, tao xây cho đứa căn nhà lớn lên, tao cho đứa số vốn, hiểu không? Dạ. Cái đó là cái nguy hiểm nhất mà cái vô tình. Đi học ra cũng phải đi làm bằng cái bằng của nó, đúng không cần biết là ông làm được ít hay nhiều, nhưng mà nó cũng phải đi làm. Cái đó là rồi cái... thời gian ví dụ như sau này 5-10 năm sau nó cảm thấy cái công việc học của nó có kiến thức rồi thì nó mới về nó phụ em nó làm được. Đúng, quán xuyến. Nó phải trải nghiệm. Quán xuyến tài phản cho cha mẹ. Yeah. Chứ nó không đủ kiến thức, nó không đủ trình độ thì bất không có thể là quán xuyến tài sản của gia đình được, hiểu nói không? Không, mà bên em nó cũng vậy anh em. À. Nó không có nghĩ là nó sẽ đi học. Nó nói là để nó đi làm ba xin cho chú Hoàng cho nó thực tập á. Có kinh tế tài chính rồi. Nó cũng không nghĩ là nó sẽ đi học mà ăn về nó phụ em quản lý. Nó nói nếu mà con về em phụ mẹ quản lý con không cần học phải nhiều gì đâu. Cho nên mẹ đó, cứ đi làm. Đó cũng như em thấy như là con của bác ba mình đó. Yeah. Việt đó. Yeah. Là ba cháu cũng ra đại học hết. Cũng thạc sĩ hết đó chứ. Yeah. Rồi Việt ngày xưa cũng có một cái công ty riêng. Yeah. Cuối cùng bây giờ cả ba bên chị em như vậy thì bây giờ ai cũng đều đi xa làm kinh tế hết bằng cả cái sự nghiệp ở dưới này. Yeah. Rồi anh ba thì càng ngày càng lớn, chị ba càng ngày càng lớn. Yeah. Tất nhiên cháu Việt phải rút quân về. Yeah. Để quản lý dưới này,
phải bỏ công ty trên kia dù sao đi nữa, chứ cái gốc của gia đình là quan trọng nhất. Cho nên về phụ huynh ba nhé. Cho nên cháu việc rút quân về, thấy không, là quá hợp lý. Đó. Như vậy đó là cái gì đó mà người anh làm như vậy đó, để làm cái nền tảng cho các em đi theo. Cái thế hệ anh em mình bây giờ là bỏ là anh với ba, bây giờ là như càng ngày càng lớn rồi đó. Rồi thế hệ anh em mình bây giờ càng ngày nó càng gọi là anh dùng cái từ gọi là rụng thàn cho đúng đi, te thành mắng mọc, mình già, em hiểu không? Rồi lớp lớp trẻ nó lên, nó nói ngồi cho các bác, các chú, các anh của nó như vậy đó, nó cứ vậy mà đi. Cái nền tảng nó sẵn là mình lốt thẳng nó đi, vậy đó nó đi thẳng vậy đó. Cái này mà biết không, đem cái hũ muối của chị Phượng đem qua đây chấm cái này nó đúng bằng ơi các bạn ơi. Cả nhà ơi, cái muối đó mà các bạn ơi mà đem mà chấm tôm hùm, chấm hải sản mà chấm trái cây thấy rồi ăn mê ly. Cảm ơn các anh em ở bên Việt Nam ủng hộ cái muối chấm thần thánh của cô Năm cũng như là sa tế. Mà các bạn biết là những công thức đó cứ tiếp tục ở Việt Nam. Nhưng mà có nhiều người khen. Dạ, ăn ngon khen. Mà mọi người nhớ ủng hộ nghe. Mình về mình cũng phụ đó, mọi người ủng hộ cho em có việc làm phụ hai chị. Phụ. Bán nhiều bán quá thì người ta cũng không làm sa tế, là người ta đặt ở ngoài đó, người ta đặt không, người ta bán phở bán đồ, người ta đặt luôn. Đúng rồi. Người ta không làm, người ta mệt, ta không làm. Vậy hả? Người ta đặt. Đặt luôn. Đặt ngon hơn luôn mà. Ừ. Ngon hơn quán. Mà ví dụ bây giờ những cái quán bây giờ những cái quán bò Huế mà có tiếng có tâm, hay là những quán cà phê quán bò Huế người ta đặt sa tế mình cũng hơi nhiều lắm. Hơi bị nhiều lắm nha. Bà O. Ở đó mình cũng vui. Bà O mới đặt mình mấy chục hũ. Bữa hôm trước đầu tiên mới lấy 3 hũ. Đó, xong mới lấy tiếp nữa. Cũng bò Huế bà O nè. Bà O. Thì khi nãy giờ anh em Bình Huỳnh ngồi đây tâm sự với đại gia đình của mình, câu chuyện rất là đời thường, cũng như Bình Huỳnh chia sẻ, như là hai em của Bình Huỳnh ấy chia sẻ, rồi các bạn nào mà có những cái tâm trạng mà có những người con mà đi xa đi học như du học như vậy đó các bạn, thì mình cũng phải cố gắng, như là nói chung là các cháu qua đây rất là ngoan ngoãn đó, chứ không phải là để cho ba mẹ đáng lo. Mình biết là mình ba mẹ thì ai cũng đều lo hết. Nhưng mà Bình Huỳnh cũng nhắn nhủ trên cái video mong rằng các cháu đi xa nhà học cũng cố gắng học hành ngoan ngoãn, tốt, không có nghe lời những người bạn xấu. Cũng có những người bạn xấu, người bạn tốt nữa nha. Chứ không phải ai tốt không đâu đó. Cậu ấm chứ cũng phải có nhiều cậu ấm tốt và cậu ấm xấu, và cô Chiêu cũng vậy đó. Cho nên các cháu phải cố gắng về cái điều này. Thứ nhất các cháu còn trẻ tuổi, nhưng mà khi mà đã đi ra đường rồi đó, mình phải cố gắng mình có một cái kỹ năng sống rất là khôn, để đừng có phụ lòng ba mẹ. Thì thôi, video của anh em Bình Huỳnh đến đây, anh em Bình Huỳnh cũng xin kết thúc ở đây rồi. Trước khi chào tạm biệt, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới.